Hoàng Tây xin chào con và các bạn. Hôm nay cập nhật giá anh Long ngày 20 tháng 2. Thì giá anh Long nói chung nó cũng không có biến động gì nhiều nha. Từ ngày hôm qua ngày hôm kia nó chỉ hôm nay lội tư nó nằm giá khoảng 11.000 đồng một ký. Chỉ có thay đổi là cái giá của lội tư thôi. Mấy lội kia vẫn giữ nguyên giá. Bây giờ cập nhật giá anh Long ruột trắng hàng đẹp 16-18.000. Hàng sàn 13-15.000, hàng dẹt 7-9.000. Giá lông ruột trắng nó cũng nằm cái giá này khoảng tuần nay nha. Cái lông ruột đỏ loại 1 28.000, loại 2 23.000, loại 3 18.000, loại 4 11.000, hàng nước ép 6.000 nha. Rồi, hôm nay cập nhật nhanh giá lông đầy cũng xin kết thúc và con quan tâm thì nhấn đăng ký kênh nha. Đăng ký kênh miễn phí nha, bà con đăng ký kênh để cập video mới nhất từ kênh. Thì kênh mình cũng cố gắng mình cập liên tục giá lông để phục vụ cho bà con. Rồi, xin chào bà con các bạn, hẹn gặp lại video sau nha.